Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Su. Hôm nay thì tụi mình có một chuyến đi Cần Thơ. Trời ơi, cách xa chỗ mình đâu 100 mấy cây nhưng mà tụi mình vẫn đi nha mọi người. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ ghé Long Xuyên để cho con nhỏ bạn của mình nó đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia nha mọi người. Ghê chưa? Đó, ghé ăn bò né, ăn sáng xong rồi tính gì tính nha. Tụi mình đi từ lúc rất là sớm, đâu tầm 5 giờ sáng gì đó mọi người. Đi tới đây thì chắc cũng 6 giờ mấy rồi á. Trời ơi, hôm nay đi chơi mà cái mặt nổi cục bụng gì nè, thấy ghét thì chứ. Ăn xong thì tụi mình sẽ ghé công viên để chiêu như thế này. Tại mọi người biết sao không? Hiện tại đang rất là sớm nên là không có quán cà phê nào mở cửa cho nên là tụi mình phải la cà ra công viên như thế này. Nhưng mà công nhận rất là chiêu luôn nha. Kiểu cảm giác nằm dưới cỏ như thế này nè mọi người, xong rồi ngước lên trời, trời ơi nguyên một bầu trời màu xanh. Tới tận trưa tầm 12 giờ gì đó thì tụi mình có ghé qua quán cà phê Tùng này để ngồi uống cà phê mọi người. Cái quán này có một cái view rất là Hồng Kông luôn. Lúc này thì chỉ còn có 3 đứa thôi, tại vì nhỏ bạn của mình nó đi thi học sinh giỏi mục tiêu rồi. Và quán cà phê này kiểu có đồ ăn luôn mọi người. Cái sẵn ăn rồi đi xuống Cần Thơ luôn. Và bây giờ là Thanh á. Thanh là nhỏ nãy mọi người, nhỏ gái nãy á. Thì nó đi thi học sinh giỏi mất rồi. Thi học sinh giỏi nha mọi người, cấp quốc gia đúng không? Cấp quốc gia đúng không? Cấp quốc gia luôn á, ghê không? Giờ chỉ còn có 3 tụi mình thôi. Wow, có phim luôn nè mọi người, trời siêu bảnh, thích quá nữa à. Chắc chừng nữa sẽ lại nhiều. Mình uống cà phê sữa. Cái này của thằng này. Này nè, thằng đen đen nè. Còn cái thằng này đen hơn. Thằng này uống cái gì? Uống bà xẻo. Bà xẻo. Bà xẻo. Mày uống bà xẻo không có gì đâu con. Hối hận chưa? Hẳn chưa? Hẳn chưa? Ráng rồi thì nói đi coi. Thôi uống thử rồi. Trời thôi cho mình. Pokemon rồi nè. Ráng rồi thì nói đi coi. Pikachu. Nước ở đây siêu bình dân luôn mọi người. Một ly ly cà phê sữa 15.000. 15.000. Cà phê 20. 15. À cà phê 15, cà phê sữa 20. Hình xăm. Hình xăm tổng thợ đúng không ạ? Bé đi học về đi trời. Thưa ai chưa bà? Mới về đi chị. Đâu coi gọi gì vậy? Ủa, không thể kìa. Lỡ rồi. Chịu rồi. Chịu, nó thấy chịu rồi. Có quốc gia thôi, được rồi. Và tụi mình sẽ get go đi Cần Thơ thôi. Chắc mình nghĩ là tới Cần Thơ cũng chắc tối lắm á. Nhưng mà tụi mình tính á thì chắc là hợp lý rồi. Tại vì tụi mình chỉ định đi bar với lại club này kia thôi mọi người. Và tụi mình đã tìm được khách sạn rồi. Khách sạn còn phòng. Nãy giờ đi quá trời mà không có cái nào còn phòng hết. Make up. Mới tắm xong luôn. Không có máy sấy hả ta? Đồ xong rồi. Hỏi cho ta nghe, biết mình có nghe nhạc. Ôi, bây giờ là mấy giờ? 8 giờ. Vậy mấy giờ? 8 giờ. Thôi cổ tao đen quá. Thôi cũng vậy mẹ. Ê thôi chút nó đẹp nha, chút cho nó xuống tao nó đẹp. Thôi cởi đi, đi ba mà ai không thấy. Thấy. Thấy nha, thấy. Ôi sao tóc tự nhiên kì vậy, dẫn ngược cái hả? Thì giờ tự ta mở mặt kìa. Rồi đi này lẹ, hai mày. Đi
đi ăn trước nha mọi người. Đi ăn, đi ăn, đi ăn. Nè hàng này, có hàng này mẫu Let's go. Trời ơi, tự nhiên mình nó giảm giảm nha mọi người. Ngựa hoài, có nhiêu làm hoài. Có hai, hai vậy thôi cứ làm hoài. Dễ thương quá, dễ thương quá ha. Mình sẽ đi đầu tiên là một cái bar rất là chill.
sẽ làm một cái bar mà kiểu nó cũng hơi chiêu chiêu, nhưng mà nó không có chiêu nhẹ nhàng như hồi nãy nha. Và tụi mình đã về lại phòng để thay đồ đi quẩy tiếp một bộ đồ rất là cồng kềnh, rất là nực nổi. Đi thay đồ rồi đi quẩy ở bar tiếp. Thay đồ xong rồi nè, bây giờ thì đi quẩy thôi. đi quẩy nè Thanh ơi. Thanh ơi đút cái mặt vô nha. Ôi quay quay office hàng mình coi. Nè vô lên xem. Lên xem. Cơ. Bật vô. Sai 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 sai. Đi rút tiền, đi rút tiền. Rút tiền. Xấu hả? À? Sao lại xấu vậy? Chưa ngày nón nữa. Đẹp quá. À. Và cuối cùng mình sẽ đi một cái club tên là Inu, chắc là quá nổi tiếng với mấy bạn ở Cần Thơ đúng không?
về tới nhà rồi. Về tới nhà rồi đây. Ai đi còn tay không? Tao cũng còn ủ tay. Ôi mọi người, đi ra ba cái ủ tay luôn. Ra cái ủ tay. Ôi mình quên đem tẩy che mắt môi rồi, không biết tẩy ra không. Không, nhỏ hơn nha, cái này hơi lớn. Cái thằng này nè mọi người, cái thằng này nè. Cái thằng tinh tăng mà. Nó đi ba mà nó buồn ngủ. Đi ba mà nó cảm nhận được cái lông chân của nó gung. Đừng nói nữa, mày ngáo hả? Để mày dạy. Mình sẽ đi ngủ đây, bye bye. Bye. Và bây giờ tụi mình sẽ đi ngủ đây để ngày mai còn đi về nữa. Và mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Mọi người đừng quên để lại cho số 1 like và đăng ký điểm họ xuống nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.